Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin Sahu Sundarsin. Trước đây 100 năm, bên Ấn Độ có một thanh niên tên là Sahu Sundarsin. Thanh niên này sống trong một gia đình Ấn Độ giáo thuộc dòng quý phái, thường mặc áo vàng. Đó là đồng phục của người Hindu Satu tu khổ hạnh, đi khắp mọi nơi trong làng để giảng dạy về Ấn Độ giáo cho dân chúng. Gia đình của ông hết sức là sùng đạo. Khi ông học bậc tiểu học thì tại chỗ ông có trường. Nhưng khi lên trung học thì phải gửi đến tỉnh mà học. Và vì tỉnh ở Ấn Độ cũng không có trường trung học nên ông bị bắt buộc. Ông phải nhập học trường trung học của Tinh Lành, trường nội trú. Người ta ăn uống, học làm gì cũng ca hát, cũng cầu nguyện. Và họ cũng cho ông một quyển Tân Ước, dầu đọc hay là không thì họ cũng cứ cho. Ngày nọ ông trở về thăm cha mình, ông khoe: "Ba ơi, chúng ta thuộc Ấn Độ giáo. Trên thế giới này không có tôn giáo nào so được với Ấn Độ giáo. Dầu con học trong trường Tinh Lành, họ cho con quyển Tân Ước đây, con đọc, con nghe, nhưng mà con thấy không bao giờ so được với Ấn Độ giáo của chúng ta." Hai cha con đang ngồi gần bên bếp lửa, tức là lò sưởi. Ông xé quyển Tân Ước trước mặt cha mình, ném vào lò lửa đốt. Ô! Ông cha lấy làm thỏa lòng lắm, sung sướng lắm, tin cậy lắm vì đứa con trung thành với tôn giáo của tổ phụ mình. Nhưng sau đó, khi gần tốt nghiệp trung học, thì Sundarsin trở về. Một buổi tối nọ, ông than thở với cha: "Cha ơi, trong tiềm thức của con còn che đậy một số mặc cảm về tội lỗi. Con biết con đã phạm tội dối trá, xấu xa và hỗn xược, không xứng đáng gì cả, mà con không biết làm sao để bỏ được. Và trong tương lai, con nhìn thấy rằng mình phải xuống hỏa ngục đời đời, vì tội lỗi mỗi lúc một thêm lên, làm cho linh hồn của con nặng nề. Con đã đi hỏi các vị đạo sư nổi tiếng nhất, thì các ông ấy bảo rằng: em còn nhỏ, đừng lo. Khi nào em lớn lên thì tự nó sẽ tan biến đi. Con hỏi ngược lại các ông ấy: bây giờ tôi đói mà các ông không cho tôi ăn. Tôi khát nước mà các ông không cho tôi uống. Mà mấy ông bảo tôi đợi, đợi đến chừng nào? Không ai trả lời được. Bây giờ thưa cha, con về đây con hỏi cha trả lời dùm con, giải quyết vấn đề tội lỗi của con. Tâm linh con đau khổ nặng nề, không lời nào tả xiết." Ông cha lắc đầu, mà không có cách giải quyết. Sau mấy ngày, Sundarsin nhất định lao mình vào đầu xe lửa tự tử. 5 giờ sáng xe lửa chạy ngang qua. 4 giờ, ông ta thức dậy đặng tắm rửa sạch sẽ, mặc áo vàng vào như một vị tu sĩ rồi ngồi chờ đợi. Đến giờ xe lửa chạy ngang qua để ông lao đầu vào đó. Nhưng trước khi chết, ông cảm thấy không được an lòng, vì ông không biết là chết có giải quyết được vấn đề tội lỗi hay không. Từ khi còn nhỏ, ông đã từng học kinh của Ấn Độ giáo, nhưng mãi cho đến bây giờ, ông vẫn không tìm thấy được một câu trả lời nào như đã chép trong kinh thánh: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ." Ôi, lời đó êm dịu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đầm thấm và thấu vào linh hồn của ông. Kinh Thánh đã viết: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài." Trong cả kinh của Ấn Độ giáo, không hề có một lời nào tương tự như vậy. Thế là ông ta tự quyết định. Ông ta quỳ gối xuống và cầu nguyện. Không biết cầu nguyện với ai, ông chỉ nói:
Nếu có Đức Chúa Trời và Ngài đã phán như lời được ghi trong Tân Ước mà tôi đã đọc, thì xin Chúa tỏ mình Ngài ra cho tôi. Tôi bằng lòng theo. Tôi sẽ theo bất cứ giá nào cũng vậy. Nói xong, ông chẳng nói cho ai. Nhưng thình lình, ông cảm thấy cái phòng của mình đang ở sáng rực lên, mặc dầu ở ngoài trời còn tối. Ông chạy ra tưởng là sáng rồi, nhưng mà không phải. Chỉ có phòng của ông sáng mà thôi, chứ ngoài trời còn tối. Lúc đó chưa tới 5 giờ. Ô, ông chạy bay trở vào, cảm thấy như là mình đang ở trong một thế giới mới. Tâm linh của ông vui thỏa vô cùng. Bao nhiêu lời đã nghe trong trường trung học, suốt thời gian đó, bây giờ như nhớ hết, nhớ lại. Ông nhớ lại và nhớ lại hết thảy. Ông ta vui mừng quá, chạy ra gõ cửa phòng của cha. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha thức dậy chưa? Con nói cái này cho cha nghe nè. Người cha thức dậy. Cha ơi, bây giờ con đã tìm được đấng cứu thế Giê-xu. Ngài đã hiện ra với con. Con bằng lòng tin nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Bây giờ con dâng cuộc đời của con cho Ngài để đem tin lành cứu rỗi cho đồng bào chúng ta tại Ấn Độ và cả bên Tây Tạng nữa. Ông nói một tràng dài về chương trình nếu được Chúa cứu như vậy. Ông cha hoảng hốt lên. Con ơi, hồi nào con nói với ta là Ấn Độ giáo tuyệt vời. Con đốt kinh thánh, tại sao bây giờ con nói như vậy? Thế là thanh niên Sudarshan làm chứng cho cha và quyết định trọn đời mình theo Chúa mà thôi. Ông cha không biết làm sao, khuyên con không được. Ông gửi thơ cho bà con bạn hữu, vui lòng đến đây để thuyết phục nó, để nó bỏ Cơ Đốc giáo trở lại Ấn Độ giáo. Hết thảy mọi người đến đều bị thuyết phục lại, chứ không ai thuyết phục nổi Sudarshan. Cuối cùng một ông bác giàu có nhất trong dòng họ đến. Ông bác nói, cháu ơi, bây giờ cháu đến nhà bác chơi trong một tuần lễ, rồi bác cháu mình nói chuyện thông cảm với nhau. Không từ chối được nên ông phải qua nhà bác của mình. Người bác chỉ cho cháu thấy nhà cửa rộng thênh thang 3 tầng lầu, rồi ông đưa xuống tầng dưới chót đó. Bao nhiêu của quý chất chứa từ bao giờ không biết, rất là nhiều. Rồi sau khi chỉ cho cháu xem thấy mọi sự, mời cháu ngồi lại nơi bàn viết. Bác quỳ xuống nơi chân của cháu mình và khóc. Cháu ơi, cháu nỡ nào bỏ Ấn Độ giáo mà theo Cơ Đốc giáo, làm sỉ nhục cho tông môn đời này qua đời khác. Nên bác tha thiết yêu cầu cháu đừng làm sỉ nhục cho tông môn nữa, thì bác sẽ giao hết gia tài này cho cháu. Sudarshan nói rằng, lòng tôi nay đã khác, tôi tưởng đã bị cám dỗ vì của cải lớn lao đã đành, mà bác của tôi lại quỳ xuống dưới chân tôi mà khóc, thì cháu còn làm sao đứng được. Tôi dường như muốn buông tay, nhưng mà ngay lúc đó thì Chúa nhắc tôi, ai muốn theo ta phải từ chối mình, từ chối người liên hệ đến mình, từ chối mọi quyền lợi của mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Do đó Sudarshan quyết định, bác ơi, tất cả tài sản này con xin nhường lại để bác muốn cho ai thì cho. Nhưng riêng cháu thì có Chúa Giê-xu mà thôi. Chỉ có Chúa Giê-xu mà thôi. Thế là bác cháu từ giã nhau. Khi ông cha thất bại, ông cha xuống luật nói, nếu con không từ bỏ Cơ Đốc giáo, con phải ra khỏi nhà của cha. Cha không nhìn biết con nữa. Thế là Sudarshan vào phòng lấy quần áo và các vật cần dùng bỏ vào túi riêng của mình. Ông định hôm đó khoảng 5 giờ khi xe đi ngang qua thì đến tạm trú nhà của một người bạn cách đó chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng đến khi nghe cha mẹ nói nhỏ nhẹ,
con ơi, lần cuối cùng trước khi từ giã nhau, con hãy ngồi lại ăn một bữa ăn với cha mẹ. Sundasin ở lại. Sau khi ăn xong, Sundasin lên xe lúc 5 giờ, đến nhà người bạn lúc gần 6 giờ. Một lúc sau anh ta ngã xuống giường, lăn lộn la ó lên đau đớn lắm. Một bác sĩ Ấn Độ ở gần đó được mời đến để xem mạch và làm mọi thứ để tìm bệnh, nhưng ông ta đã bó tay. Thôi tôi quá bận, anh ăn nhầm một thứ thuốc độc. 10 người như anh sẽ chết hết 10, không hề, không thể còn sống được. Thôi, sớm mai tôi sẽ qua làm lễ an táng thi hài cho anh. Thế là ông bỏ đi. Đêm đó Sundasin tưởng rằng mình sẽ chết. Anh quỳ gối xuống thiết tha thưa với Chúa: con sẵn sàng chết về với cha, nhưng con muốn được sống ngày nào để con đem tin lành cho đồng bào của con. Lạ lùng thay, suốt đêm đó ông không ngủ. Ông cầu nguyện và cầu nguyện. Sáng hôm sau bệnh thuyên giảm. Ông bác sĩ hôm qua trở lại tưởng rằng đi vào sẽ thấy một thi hài của Sundasin nằm đó. Nhưng không, vừa tới cửa thì Sundasin chạy ra chào đón. Ô, ông ấy ngạc nhiên. Ủa, anh còn sống à? Anh trả lời: còn sống chứ sao? Đức Chúa Trời cứu tôi đã dâng mình cho Ngài và tôi xin Ngài cứu. Để tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ làm việc tin lành cho đồng bào tôi ngày đó, trong đó cho anh nữa. Thế là Sundasin bình an vô sự và cứ tiếp tục truyền giảng tin lành từ Ấn Độ qua Tây Tạng, nằm ngang Hy Mã Lạp Sơn. 7 năm sau, Sundasin gặp lại bác sĩ nói đó và ông ta đã trở thành giáo sĩ cho Miến Điện. Anh hỏi: tại sao ông trở thành giáo sĩ? Ông đáp: hồi phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho anh sống được khiến cho tôi tan nát. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời thật hữu. Chỉ một mình Ngài cứu sống được anh. Và ngay hôm đó tôi nghiên cứu tin lành và dâng mình làm giáo sĩ cho Miến Điện. Tôi thật cảm tạ Chúa vô cùng. Ông nói: tôi không xứng đáng bước theo dấu chân của Chúa tôi. Nhưng giống như Ngài, tôi không muốn nhà cửa hoặc của cải. Giống như Ngài, tôi sẽ du hành từ nơi này sang nơi khác, chia sẻ sự đau khổ của đồng bào tôi. Tôi ăn với người nào cho tôi tá túc và nói cho tất cả mọi người biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sahu Sundasin mất cha mẹ, gia đình, bà con, đất ruộng và nhà cửa để hầu việc Chúa. Và anh ta thật sự đã được lại bội phần hơn. Đó là những người đã từ bỏ mình, từ bỏ người liên hệ mình, từ bỏ mọi sự có của mình để hàng ngày vác thập tự giá theo Chúa. Người dám trả giá để làm môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Luca đoạn 14 câu 25 đến câu 27, Chúa Giê-xu phán rằng: nếu ai muốn đến theo ta mà không dứt khoát rời bỏ cha, mẹ, vợ con, anh em, chị em và ngay cả mạng sống của mình thì không thể làm môn đồ ta được. Nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đồ ta. Amen.